Chính ra mình thấy mình là một người khá là ok. Viết sách, vẽ tranh, đi đây đi đó khắp nơi, được mọi người yêu quý, công việc tự do, tiền nong cũng không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà cũng có những cái lúc mà cảm thấy bản thân thực sự là mông lung với cuộc đời. Cũng có những cái câu hỏi như bao người, kiểu lo lắng cho cuộc sống sau này, rồi là tương lai phía trước sẽ như thế nào. Xong rồi mình cũng lại nghĩ là bản thân là thật là sự là rảnh hả. Tự dưng lại rất lo âu vào người làm cái gì trong khi là tương lai còn chưa đến. Có một cái cuộc sống bình yên và chất lượng ở hiện tại là quá đủ có rồi. Có lẽ là bọn mình cũng không cần sống một cuộc đời làm này làm kia quá to tát, rồi là cố phải sống cho cuộc đời mình phải có ý nghĩa. Mình cứ sống thật vui những cái phút giây hiện tại rồi thì là cuộc đời mình cũng sẽ có ý nghĩa thôi. Không ý nghĩa bé thì ý nghĩa to. Mục tiêu đích đến thì tất nhiên là phải có, nhưng mà đừng để nó làm chính mình hoảng sợ nha mọi người. Đôi khi chỉ là sống và trải nghiệm là đã quá vui rồi. Cũng giống như là mình vẽ tranh hai tô màu cũng đâu nhất thiết là phải đẹp đâu. Nghĩa là mình vui khi làm điều đó là ok.